chung kết trong xe đấu đầu tiên Summer là của Hưng Nhồn. Bên phía đối bạn, tôi nhìn thấy màu 2 cho Son thì phải. À, như vậy là Kata và Miwan. Summer Per đối đầu với Kata Miwan. Kẻ đấu này thì theo tôi chỉ là cân thôi. Per có một chút lợi thế ở cái khả năng đột biến mà Per có thể tạo ra. Nói chung là chỉnh chỉnh hơn một chút thôi. Per Kata khi mà ở Mapla mà solo với nhau thì nói chung là tùy bài. Và ở cái Mapla thì quân thì là một phần rồi, sự bài nó mới là quan trọng. Có quá nhiều trận đấu mà quân là rất đẹp nhưng vẫn phải nhận lấy một kết quả thua do bài là xấu. Đội một đang rất khéo léo để lùa những con heal qua cái map, bằng qua cái khe, một cái khe cực kỳ hẹp. Bây giờ thì đội một vẫn đang cố mà đút vào. Kinh nghiệm đút khe của đội một nó là có thừa rồi. Và thanh niên sinh năm 91 bây giờ chưa biết đút khe thì chắc là dậy thì muộn quá. Summer ai cũng heal 7, như vậy là cả nhà đều có heal 7 lùa về, đang khá tươi. Bây giờ thì đây võ tòng một mình chơi hai sư tử. Và lẽ ra như nhà sản xuất game, người ta lên lấy Summerian là của Trung Quốc. Và một pha một dân ăn hai sư tử đến đường nhỏ. Thêm một 7 heal nữa. Và dường như bảo nhỏ của bạn có thể khung được. Quay trở lại với Per thôi. Và vẫn đang rất khéo léo để có thể đẩy 707 về với nhà chính. Đơn giản vì nó phải đi qua bãi quả cũng như là đi qua một bãi đá nó có khe rất là hẹp. Làm như thế này là tốt lắm rồi. Vẫn về đúng tiêu chuẩn thời gian. Lâu dân đóng e chơi lô 1. Rồi làm việc đây. Có quả phụ. Không, bãi quả đấy thì của lô 1 đấy, xa lắm. Bãi quả đấy của nhà lô 1. Không nhỏ, chưa thể dò được đến đấy đâu. Quay trở lại với lô 1 thôi. Almost.
Donna E. Zokanta. Glory. Somas. Gặp mô 1. He he là người đầu cánh của lô 1. Đây là Miwan hay Kata? Như vậy là Miwan. Đối đầu với Nhổn sẽ là Kata, bên phía đối bạn đánh 2 chém chứ không phải là một cung và một chém. Thôi cho con đấy ra ngoài đi được. Kín vào trước đã, tính sau. Ơ có cả mô 2, đây là mô 2 12 giờ, còn mô 1 là mô là người rất gần với nhà của lô 1. Mô 2 nhà đỉnh 12 giờ luôn. Và lô 1 đang chọc giò tốt. Đang chọc giò rất tốt thôi, lô 1 mới một con ngựa giò đầy đủ công giáp. Kẻ chú ý bãi gỗ. Rồi, à vậy e kinh đấy. Nhưng mà kinh này là kinh không đều. Hai nhà bên phía đối phương, một nhà lên 3 rồi và màu 2 của bên lớp thì chắc ai đó sẽ sớm lên đời thôi. Ông Chi Đẹp Dài thì đang ngồi cạnh thi đấu cái kèo BB cộng Chi Đẹp Dài đối đầu với Hoàng Minh Nhi và Tí. À, Hoàng Minh Nhi và Quýt. Và ngày hôm nay thì kỹ thuật viên của Game TV như kiểu của bơm thì đã hoảng rồi. Tầm này đang ngủ như chó con say sữa ở nhà. Nên là không có người để có thể quay, cố gắng quay lốt được trận đấu đó thì tuyệt vời. Để rất xin lỗi quý vị khán giả, chúng ta chỉ có thể xem được một kèo thôi. Đó chính là kèo giữa Gunny lô 1 và bên nước hè. Rồi xem ông Nhổn phát xem nào. 27 rồi, có con tê đẩy à. Tốt lắm anh em. Màu 2 bây giờ bắt đầu xuất hiện những con lạc đà. Đã có bánh xe, tôi cũng ở đầu tiên. Đều luôn, giáp luôn anh em. Cho xin 50 vàng giáp 4 luôn nhá. Chết luôn. Rồi tốt, giả 50 vàng luôn. Vâng, giả 40 thôi. 10 vàng nữa. Bao giờ giả thì còn đâu mới biết. Đâu mà là à. Bây giờ là chuyển sang chế độ chỉ ăn vàng sắp phù đến từ Tôn Mi Hoan hay là Michael Jack One. Vâng, công phù rất hiệu quả. Bây giờ thì cả bên lớp cũng đang có ý đồ mang đồ chơi sang đây để biếu lớp 1. Ơ, con đấy còn... À không, như vậy là con đằng sau mới là con còn mà làm. À, láo, láo với thầy giáo. 2P rất đều. Quay trở lại với ứng nhổ thôi, tham lai đang là 33-72 và anh đang có khá nhiều không cùng lừa. Đang bị bên lớp... Anh ơi, lùi cho lớp 1 đẩy phù lên. Bình tĩnh, nó không thi đấu một mình đánh team là phải đồng đội chứ không phải solo. Và đó là cái điều mà hàng ngày tôi vẫn phải giảng cho các game thủ dưới game gì nghe. Mình đánh team chứ không phải đánh solo, vì vậy những trận đấu như này gọi hội và xúc. Hổ báo đánh một mình làm gì? Rất đông lạc đà đến từ màu 2. Một bài mà khỏe, khá khỏe. Bên giới hội là khá khỏe của bên lớp. Bên vẫn đang bị rỉa. Cũng là giáp 4 từ thời điểm đầu. Quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng trận đấu này rồi. Lô 1 nào, 20 đẩy phù lên lô 1 đây. Hè hè vẫn đang sóc được lạc đà là sao? À còn bãi ruộng, còn xoay ruộng. Thế thì chưa biết được đâu. Rồi đã bắt đầu có những con phù.
Yeah, lạc đà chém đi. Rồi, ăn hết quân rồi. Ăn hết sạch quân đối phương rồi. Thế còn chờ đợi gì nữa? Và He He đã tiên phong đi sai, bật ngược 3-2 ngay trong trận đấu đầu tiên. Và từ khi tôi cầm mic, quên mất không nhắc, có công là phải kể, có tội thì luận sau. 3-2 cho trận đầu tiên, chúng ta cùng chờ trong mấy phút để đến với trận đấu thứ hai. Một trận đi một trận đi một trận đấu mà bật kèo là cực kỳ tuyệt vời đến từ Gunly và Lô 1.